Bên cạnh dịch bệnh hay là những vấn đề liên quan tới thiên ta tai hay là thảm họa thiên nhiên thì chúng ta thấy rằng là hiện nay chiến tranh cũng là một trong những vấn đề khiến cho cả thế giới phải đau đầu. Và thưa quý vị, phát biểu tại Hội đồng Bảo an ngày 6 tháng 9 theo giờ Mỹ thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Nga và Ukraine cam kết không thực hiện các hành động quân sự xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng đã kêu gọi một khu vực an ninh ở xung quanh Zaporizhia và đồng thời cho biết các chuyên gia của mình đã phát hiện một khu vực bị hư hại ở phía trước nhà máy điện này. Theo tổng thư ký Liên hợp quốc, Nga và Ukraine cần đã được thỏa thuận về một bán kính phi quân sự. Qua đó, Nga sẽ cam kết rút toàn bộ nhân viên và thiết bị quân sự khỏi bán kính đó và các lực lượng Ukraine cũng cam kết sẽ không vào khu vực này. Tôi rất quan ngại về tình hình xung quanh và tại Zaporizhia, bao gồm các báo cáo về các vụ pháo kích gần đây. Bất kể thiệt hại nào gây ra, dù cố ý hay không, tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Zaporizhia hoặc bất kỳ cơ sở hạt nhân nào khác ở Ukraine đều có thể gây thảm họa không chỉ cho người dân ở đó mà còn cho khu vực và hơn thế. Các bước phải được thực hiện để tránh kịch bản này. IAEA ngày 6 tháng 9 đã tổng hợp kết quả của chuyến thị sát từ các cơ sở điện hạt nhân ở Ukraine và công bố báo cáo. Trong báo cáo, IAEA kêu gọi thiết lập ngay một khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. IAEA tuyên bố sẵn sàng tiến hành ngay các cuộc thăm vấn về vấn đề này nhằm giúp ngăn chặn sự cố hạt nhân có thể gây ra do hành động quân sự của các bên.